hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tham quan cái làng bánh tráng tại thôn Gia Sơn, Sản Mỹ. Thì mình sẽ chia sẻ về cái mô hình này. Thì các bạn sẽ biết về cái bánh tráng làm bằng máy. Thì sau đây mình sẽ cho các bạn tham quan. Đây nè các bạn, mình sẽ quay cho các bạn xem ha. Đây ở bên tôi là một cái nhà bánh luôn đó các bạn. Đây.
Em quay bên nước ngoài người ta coi là cái bánh tráng của mình như thế nào vậy? Để quảng bá hình ảnh của bánh tráng mà nhiều người họ biết, người đặt hàng rồi chứ. Rồi quay chủ yếu bánh tráng thôi. Hả? Thấy là quay cho người ta xem, người ta biết đặc sản bánh tráng gì, gọi là bánh tráng theo không? Bị xì luôn á.